Chào các bạn, hôm nay chúng ta vào bếp nấu món phở. Để nấu phở, chúng ta cần có những thứ sau đây. Gân bò nửa ký, thịt nạm bò nửa ký, thịt sườn bò cắt mỏng nửa ký, xương ống bò 2 kg, bò viên 1 bịch, bánh phở tươi 3 bịch, thịt bò tái 1 kg. Cắt thịt bò tái thành những lát mỏng để ăn với phở. Củ gừng 130 g, cắt lát mỏng để khử mùi, xương và thịt bò. Cho gừng vào nồi nước nấu sôi, cho xương bò vào nồi nước gừng. Cho gân bò vào nồi nước gừng. Cho thịt bò nạm vào nồi nước gừng. Cho thịt sườn bò cắt lát mỏng vào nồi nước gừng. Nước sôi vài phút tắt bếp. Lấy xương và thịt bò ra rửa sạch. Cho 10 lít nước, bỏ xương bò và thịt bò vào nồi. Khi nước sôi, vớt bỏ bọt và mỡ bò. Cắt củ cải, cà rốt và củ hành tây. Cho củ cải, cà rốt và củ hành tây vào nồi nước phở. Điều chỉnh bếp lửa số 4. Sau 2 giờ, vớt củ cải, cà rốt, củ hành tây, thịt bò và gân ra. Chuẩn bị đinh hương, quế hồi mỗi thứ 5 g, thảo quả 10 g. Nướng đinh hương, quế hồi, thảo quả trên chảo nhỏ. Nướng củ gừng khoảng 100 g và một củ hành tây. Rửa gừng và hành tây. Củ gừng bỏ vỏ cắt lát mỏng. Đặt gừng, đinh hương, quế hồi, thảo quả vào lồng lưới. Đặt lồng lưới vào nồi. Cho củ hành tây và bò viên vào nồi. Sau 30 phút lấy lồng lưới gia vị và củ hành tây ra. Chuẩn bị nêm nước phở. 3 muỗng canh muối. 4 muỗng canh đường phèn. 2 muỗng canh bột ngọt. Bạn có thể tăng hoặc giảm gia vị theo khẩu vị riêng của mình. Nồi nước phở đã nấu xong. Bây giờ chuẩn bị phần bánh phở. Ngâm bánh phở tươi vào trong nước. Trụng bánh phở tươi trong nước sôi khoảng 30 giây. Để bánh phở và thịt vào tô. Rồi múc nước phở vào tô. Đây là tô tái nạm gân và bò viên. Thank you.
đây là tô tái băm, gân, nạm và bò viên. Mời các bạn thưởng thức món phở. Để ăn với phở, ta dùng tương đen và tương ớt. Cho một ít chanh và vài lát ớt vào chén đựng tương. Chén tương chua chua, cay cay, ngọt ngọt, dùng để chấm thịt và bò viên rất ngon. Phở bò đặc biệt có mùi vị thơm ngon, ngon từ nước, ngọt từ xương. Chúc các bạn thưởng thức món phở ngon miệng.